Không nhất thiết phải tìm được người cài hình mình làm nền điện thoại, để ảnh mình ở trong ví hay là khắc tên mình trên da. Người mà mình mong muốn ở cạnh nhất chính là người không bao giờ rời bỏ mình lúc mình xấu xí nhất, mệt mỏi nhất, tuyệt vọng nhất. Người mà mình hy vọng đi cùng suốt quãng đời sau này chính là người mua cho mình viên thuốc, nấu cho mình bát cháo lúc mình ốm đau. Người mà mình mong chờ nhất vẫn là người dẫu chua cay mặn đắng vẫn nguyện ý cùng mình nếm qua. Tình yêu vốn dĩ rất đơn giản, chỉ cần tìm được một người tình nguyện từ đầu đến cuối đối xử tốt với mình là đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Em ta đã thành gia đình rồi, em đừng lo anh tự biết trách nhiệm với em. Anh sẽ luôn bên em cho dù thế nào. Vợ chồng ta sẽ mãi chung một mái nhà. Cảm ơn em đã tin anh bao năm qua nhé vợ. Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ lấy em. Trong tương lai con chúng ta cho dù gái trai, thì vợ yêu ơi hạnh phúc ấy chẳng chi sánh bằng. Này cảm ơn nhé vợ ơi, này cảm ơn nhé vợ ơi, em bên anh dù bao nhiêu khó khăn em vẫn tâm chẳng lời thở than. Này cảm ơn nhé vợ ơi, này cảm ơn nhé vợ ơi, bao yêu thương dành cho em cả đôi, anh sẽ chắc chắn cho em được vui.